Đây các bạn ơi, túi bóng là thường xuyên bị thít chặt khi mình xách này, đấy, nó sẽ thít chặt lại. Cái cách đơn giản nhất là mình sẽ xoáy đầu này, xoáy đầu để cho nó cứng lại. Đấy, bạn nhìn xoáy căng này không? Đấy, sau đút qua đây thì nó giống như một cái dây. Đấy, nó khỏe hơn và nó trơn hơn, nó bé hơn lại. Thế là cởi ra. Đấy, các bạn thấy không, rất đơn giản. Đấy, mong các bạn không khó khăn về cởi nút túi đấy nha.